Huh? Get that window. Don't! Anh nhắc tới công lao lần này của ta à, với ba vị giáo chủ à, tôi định à... ta xem chút ta đã quên mất. Ba vị giáo chủ có dặn là xét theo công lao sẽ thưởng. Thiệt sao? À. Nếu người chết thì đâu có ai biết được thác sắc cầm thả đâu. Bao nhiêu ngày rồi, đáng lẽ tôi tưởng nên về tôi, cho nên mình phải chặn lại tiểu tử, đừng cho nó vào kinh thành. Không sai. Bây giờ trong kinh thành xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà lại không biết gì. Nếu trở về như vậy, thì là mất mưu của bọn ma đầu. À. Cho nên. À, hay là như vậy nha, mình đã chặn lại tiểu tử nha. Hổ. Ờ, đồ ăn của cô thì là ngon miệng quá đi. Ông quá khen thôi. À nè, tối chuyện này nói với cô. Tại vì đầu bếp của Thiên Hà thượng nhân tối qua vừa mới bị bệnh, bữa nay không thể nấu ăn được, Nên tôi phái cô tới để làm một ngày được không? Tôi phải. À, cô phải nhớ nha, đồ ăn của cô phải nấu cho ngon mới được đó. Tại vì những thực khách toàn là những nhân vật quan trọng không à? Họ là ai vậy? Cô đừng có hỏi nhiều. Khi nào tới phiên cô nấu đồ ăn cho ngon miệng là được rồi. Dạ. Mau đi, chuẩn bị đi. Đợi lát nữa mới đồ ăn đó. Rồi. À,
đừng làm chuyện dại. Mình chào, chứ đừng cản thêm nữa. Thiên Phong, xưa nay chúng làm gì cẩn thận lắm mà, sao lần này lại lỗ mãn như vậy chứ? Ở đây không phải là bên ngoài, bây giờ mình nguy hiểm lắm, Thiên biết không? Để như bị bắt gặp, thím chưa trả thù được đã bỏ mạng rồi. Vậy thì cháu ra ngoài canh chừng giùm thím đi, để thím hành động. Không được. Tại sao? Thím khẳng định là đồ ăn mình, do ba tên ma cậu đó ăn sao? Thầy xin là chúng muốn nhập đề bảo với ngồi thêm, khi ngồi chủ hữu đi. Hắn nói người ăn đồ ăn này quan trọng lắm, nếu không họ thì còn ai chứ? Thiên sao? Thiên nghĩ coi, đại nội có bao nhiêu người, nếu như lừa một đám cho là nhân vật quan trọng thì thiệt là thiếu gì chứ? Thiên mạo muội hạ độc vô trong đồ ăn, lỡ như bị chết là kẻ khác, chỉ thì bẻ chuyện hết rồi. Nhưng mà trong cung Thiên Hà chỉ có Thiên Hà thiện nhân và ba tên ma đầu đó, có phải họ ăn vậy là ai chứ? Sao lần này thiếp biết còn có cơ hội nấu đồ ăn cho ăn nữa hay không? Đừng bỏ lỡ dịp mai, thiếp phải mạo hiểm một lần. Thiếp sao? Thiếp không sợ vất vả, thiếp nhìn nhục để hầu hạ đám người đó, cũng vì muốn đến tay giết chết ba tên ma đầu đó thôi. Phải, lần này là cơ hội. Nhưng mà ba tên ma đầu đó suốt đời làm nhiều chuyện ác ổn, có dễ gì để cho thím thành công không? Thím sao? Thím nghe cháu nói đi, nên suy nghĩ kỹ càng rồi mới ra tay làm. Ta không thể chần chờ nữa. Ê, đừng làm vậy, làm vậy nguy hiểm lắm. Mình chồng, nếu cháu sợ thì cháu chạy đi, để một mình thím làm. Nhưng mà cháu chỉ thấy là phải cẩn thận là hơn thôi. Giết lòng cũng kệ, lần này ta phải nhất định hạ độc. Thiên sao? Không được, có thể làm như vậy được không chồng? Cháu đừng cản thêm nữa. Đừng có làm như vậy mà, ta nhất định phải trả thù. Nhưng mà làm như vậy nguy hiểm lắm mà. Thiên không sợ. Thiên sao? Đừng, Thiên sao? Đừng làm như vậy, Thiên sao? Đừng mà, tôi có thể làm như vậy. Hai người đứng làm gì đó? Tổng quản à, tôi ở đây giúp thím nấu đạn thôi mà. Đồ ăn nấu xong chưa hả? Ta nấu xong rồi tổng quản, mời con coi thử. Khá lắm, lần đầu tiên nấu cho quan ăn thì phải khẩn trương chút xíu. Dạ phải tổng quản, mong là đồ ăn này thấy hợp khẩu vị của họ. Nếu như các quan ăn xong thấy ngon thì được thưởng cho. Cảm ơn tổng quản, cảm ơn tổng quản. Theo ta vào trong. Hả? Tôi hả? Hay là để tôi đi? Không cần, có nhiều chuyện. Để tôi. Đi theo ta. Dạ. Người này tới đưa cơm cho hai vị tôn giả và thánh mẫu ăn đi. Để xuống nó đi. Ngồi xuống. Hả?
当爱啊。ăn vô đi. Hả? Nếp đồ ăn này vô trong hâm nóng nó đi. Đúng lên ăn đi. Là phải ăn thử trước. Cây giang này nửa canh giờ sau thì sẽ đốt hết. Nếu người ăn xong không có gì thì người có thể đi. Ăn đi. Dạ. Tham kiến thượng nhân. Thánh mẫu đâu? Thánh mẫu đang ở trong nội đường chờ tin mừng của thượng nhân. Được, ngươi giao thống truyền cho ta. Dạ rõ. Tham kiến thánh mẫu và hai vị sứ giả. Thiên hạ thượng nhân, việc ta giao ngươi làm xong chưa hả? Mai không nhục mạng, vậy có nghĩa là tất sắc mà cầm lấy về rồi hả? Trình lên. Dạ. Quả nhiên là thất sắc ma cầm.